Và nói tiếp chương trình Y Khoa xin gửi đến cho quý vị ba ca vòng cổ bài hát Mai Xa Rừng Em Có Nhớ Gì Không. Câu hỏi cứ làm em bối rối, nghe bồi hồi.
Xin cảm ơn tiếng hát thật là tuyệt vời của Trung Đồng Giọng Cổ Yến Khoa.